Trong ngày mới lúc 4 giờ 30 sáng với khóa học bí mật quản lý cảm xúc của TTS Uyển Lê, và tôi chợt nhận ra rằng chúng ta thường tự khiến cho tâm mình cảm thấy bất an bằng cách bán đi cảm xúc của mình cho ngoại cảnh và những người xung quanh. Và hôm nay tôi quyết định dành cho bản thân mình một ngày nghỉ để rong chơi cùng cảm xúc. Đầu tiên vẫn là một hành động quen thuộc, đi tặng sữa hạt và tiền cho những người vô gia cư tại chợ Bàn Cờ. Bà ơi, cái này con gửi bà nha, con chúc bà sức khỏe nha. Và sau đó là dành thời gian cho bản thân mình với việc tập yoga. Sau buổi học sáng nay, Vinh dần tập chú ý hơn để quan sát cảm xúc của chính mình. Ở mỗi thời điểm, chậm lại một chút để hít thở và tự hỏi bản thân mình xem mình đang cảm thấy như thế nào. Và cách mà Vinh lựa chọn để cho tâm trí của mình được nghỉ ngơi hôm nay đó là tạm gác lại công việc và dành thời gian để đọc sách. Cuốn sách mà Vinh đang đọc là cuốn Bí mật Yoga của tác giả Gacy McGrath. Và trong đây có một đoạn rất hay mà Vinh muốn chia sẻ với các bạn. Đó là trong chương sách Sự tử tế miễn phí, đang nói về một phương pháp để chúng ta có thể xua tan đi những sự bất hạnh và những nỗi đau khổ của người khác bằng sức mạnh của sự khoan dung và lòng trắc ẩn, vị tha dành cho người khác. Đây là một phương pháp mà có thể giúp cho chúng ta tạo ra những dấu ấn của tình yêu thương. Và phương pháp này gồm có hai phần, cho đi và nhận lại. Và chúng ta sẽ cần phải làm cả hai. Lâu rồi Vinh mới có một buổi sáng thư giãn và bình yên như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vinh sáng nay. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.